VinFast tiên phong đầu tư vào Philippines, quảng cáo rầm rộ, đã có xe điện chạy trên đường. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines đã có cuộc gặp riêng với ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo tập đoàn Vingroup. Tại cuộc gặp, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. về các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines. Trong đó đặc biệt là VinFast, thương hiệu xe điện toàn cầu với các dòng sản phẩm đa dạng từ xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện. Bên cạnh việc kinh doanh xe điện, Chủ tịch Vingroup cũng trình bày triển vọng hợp tác phát triển các dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, đào tạo sinh viên chuyên ngành AI và y khoa. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Vingroup rất nổi tiếng ở Philippines, có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và pin. Philippines đang trong quá trình tái cơ cấu ngành giao thông vận tải, với việc thay thế dần những phương tiện cũ và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, trong đó tìm kiếm nguồn cung ứng xe điện là một phần quan trọng. Philippines hiện đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, Tổng thống Philippines cho biết. Ngoài ra, Philippines cũng mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng pin xe điện bằng việc chế biến khoáng sản để phục vụ cho sản xuất pin. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh Philippines may mắn sở hữu đầy đủ các thành phần cần thiết để sản xuất pin cho xe điện với trữ lượng coban, đồng và niken dồi dào. Hiện tại, Philippines vẫn đang xuất khẩu khoáng sản thô. Chúng tôi mong muốn gia tăng giá trị cho Philippines bằng cách tự chế biến khoáng sản trong nước và hy vọng có thể thành lập nhà máy sản xuất pin. Tất cả những điều này đều phù hợp với tầm nhìn của Vingroup. Tổng thống Philippines cũng khẳng định chính phủ nước này đang đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thống chào đón Vingroup đến Philippines và cho biết các cơ quan chính phủ Philippines sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Vingroup và các công ty con trong quá trình đầu tư, kinh doanh. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng khẳng định Vingroup coi Philippines là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, VinFast sẽ là công ty đầu tiên thuộc tập đoàn Vingroup chính thức đầu tư vào Philippines ngay trong năm 2024 với việc thiết lập mạng lưới kinh doanh ô tô, xe máy điện. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng kinh doanh tới tối thiểu 50 quốc gia trong năm nay của VinFast, trong đó xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm. Trước đó, tạp chí ô tô Auto Industria của Philippines đưa tin năm 2024 sẽ ghi nhận sự hiện diện của một số tên tuổi mới ở nước này, trong đó có VinFast. Theo đó, VinFast đã thành lập một văn phòng xe máy tại Philippines dưới dạng công ty con, không phải đối tác phân phối địa phương. Hãng này cũng đang tăng cường hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội. Các trang mạng cũng đã xuất hiện nhiều bài đăng nói về việc những chiếc xe điện VinFast chạy ở Bonifacio Global City, một khu đô thị cực lớn chuyên về kinh doanh tài chính ở Taguig, Metro Manila, Philippines. Mặc dù thông tin về việc bán ô tô điện tại Philippines vẫn còn hạn chế, nhưng báo chí Philippines cho biết VinFast đang tìm kiếm những nhân sự quản lý cấp cao, một động thái tương tự như cách thức tuyển dụng của các thương hiệu ô tô khác trước đây. Việc VinFast mở rộng sang Philippines đã có kế hoạch từ trước. Theo thông tin từ trang Clean Technica hồi tháng 9 năm 2023, VinFast có kế hoạch mở rộng sang thêm 7 thị trường châu Á, trong đó có Philippines. Đó là những địa điểm tiềm năng cho việc xây dựng nhà máy xe điện và pin do chi phí thấp và nguồn nguyên liệu thô dồi dào. Phát biểu với các phóng viên tại sự kiện Vingroup E-Line Việt Nam Tour 2022, Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast thời điểm đó, bà Lê Thị Thu Thủy nói, nơi mà chúng tôi quan tâm là Philippines. VinFast mở rộng sang khu vực Đông Nam Á là một phần của chiến lược phát triển toàn cầu. VinFast đặt mục tiêu mang đến cho các nước ASEAN những giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và trải nghiệm hoàn thiện, từ đó thúc đẩy tương lai xanh cho tất cả mọi người. Doanh số bán xe điện của Philippines sẽ đạt 6,6 triệu chiếc vào năm 2030. Philippines là thị trường ô tô lớn tại khu vực và đã có chính sách phát triển xe điện từ năm 2021, nhưng cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới. Quốc đảo này đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Báo cáo của Mobility Foresight phát hành hồi tháng 11 năm 2023 nêu thị trường xe điện Philippines trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng đang phát triển nhanh chóng. Chính phủ, các bên trong ngành và người tiêu dùng đều đang cùng nhau hợp tác để đưa Philippines trở thành quốc gia đi đầu trong quá trình chuyển đổi xe điện. Trước đó, Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Mỹ dẫn báo cáo của Hiệp hội Xe điện Philippines EVAP dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường xe điện tại Philippines là 8-12%.
sẽ tạo ra doanh thu 1,68 tỷ peso, tương đương 33,6 triệu đô la Mỹ, tỷ giá quy đổi tại thời điểm phát hành báo cáo, từ dịch vụ và doanh số 200.000 chiếc vào năm 2024. Trong một báo cáo hồi tháng 10 năm 2023, Hiệp hội Xe điện Philippines EVAP dự kiến doanh số bán xe điện tích lũy ở nước này sẽ đạt 6,6 triệu chiếc vào năm 2030. Philippine News Agency PNA dẫn nguồn và cho biết, Hiệp hội này đang nỗ lực thực hiện các chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực xe điện địa phương, đặc biệt là sản xuất và thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết như trạm sạc. Chủ tịch danh dự Hiệp hội Xe điện Philippines Ferdinand Raquel Santos nói với báo chí rằng trong triển vọng doanh số tích lũy 6,6 triệu chiếc vào năm 2030. Đáng chú ý, lãnh đạo Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết ít nhất 60% xe điện trong nước là hai bánh. Bộ Năng lượng Philippines cũng đang tích cực thúc đẩy việc triển khai sử dụng xe điện nhanh hơn trên toàn quốc theo lộ trình toàn diện cho ngành công nghiệp xe điện. Và Philippines đã thông qua luật EVIDA, đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện. Nhà điều hành của Philippines cho biết sắc lệnh điều hành số 12, loại bỏ thuế suất đối với xe điện nhập khẩu nguyên chiếc trong 5 năm, đang giúp xe điện cạnh tranh hơn về mặt chi phí ở Philippines. Hiệp hội Xe điện Philippines cũng hoan nghênh việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện và cắt giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid theo luật cải cách thuế để tăng tốc và bao trùm. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Rafael Lotila cho biết rằng cơ quan này đã đề xuất tạm thời loại bỏ thuế nhập khẩu đối với xe máy điện như xe điện được áp dụng cho xe hybrid và xe điện hybrid cũng như các bộ phận và linh kiện của chúng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!